Và sau đây bác đã xin gửi đến cho tất cả các anh chị và tất cả các bạn một nhạc phẩm được mang tên Lần Đầu Lần Cuối của Giả Cầu và Vũ Trụ. Xin mời tất cả anh chị cùng thưởng thức. Đừng khóc nữa em, tôi về đi. Về đi, về đi kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong. Kìa, một chiếc xe hoa đang chờ em đó. Một đóa hoa như đón như mời. Em về đi, em về đi, mừng ngày vui. Ta trao nhau lần cuối, mắt trong lệ rơi, rồi xa suốt đời. Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ là ôm nhau. Ngày mai em lên xe hoa, mang cả tình anh lên xe tang. Xót thương, xót thương trên mệt mẻ. Đừng nói nữa em, thôi về đi, về đi, về đi. Còn gì cho người, còn gì cho ta. Đời là những phong ba, ta là chiếc lá. Đời cuốn đi không biết đâu ngờ. Em về đi, anh mừng em tình nồng thiên thu. Trao nhau lần cuối, mắt trong lệ rơi, rồi xa suốt đời. Đành rằng nước mắt bây giờ chỉ là ôm nhau. Ngày mai em lên xe hoa, mang cả tình anh lên xe tang. Xót thương trên mệt mẻ. Đừng nói nữa em, tôi về đi, về đi, về đi. Còn gì cho người, còn gì cho ta. Đời là những phong ba, ta là chiếc lá. Đời cuốn đi không biết đâu ngờ. Em về đi, anh mừng em tình nồng thiên thu. Vây tay chào nhau, một lần đầu và một lần cuối. Vây tay chào nhau, một lần cuối và trọn cuộc đời. Vây tay chào nhau,
một lần đầu và một lần cuối. Vẫy tay chào nhau một lần cuối và trọn cuộc đời. Bác Lê xin cảm ơn tất cả các anh chị và tất cả các bạn.